Ba. Em bị cái máu là ba cái, một cái cao hai cái thấp. Thì báo chị xem để nếu mà xong một nhật ký thì sáng mai em mang lên đây cho chị. Một nhật ký này các biên bản con hỏi này nhá. Cái đầu tiên này em bị ba cái nào? Máu ở đây em cũng ba cái này. Đây ba cái. Là bôi đỏ. Một cái cao hai cái thấp. Anh Ngọc á, anh Ngọc mấy cái đỏ? Anh Ngọc thì nhiều đỏ lắm. Anh Ngọc thì đỏ. Anh Ngọc mười mấy thôi. Ai? Anh Ngọc hả? Mười mấy á? Ngọc chắc không có cái nào đỏ đúng không? Ăn sạch cái đỏ chứ. Ăn sạch. Không, sáng hôm nay cháu quên mất chỗ ăn sáng chắc không chính xác. Cái này càng tốt. Thế thì vào xem đi làm sao? Hả? Anh Ngọc đỏ nhiều lắm mà anh Ngọc có mỡ máu không? Tôi đang làm căng thẳng này vào xem con đỏ trong gấp căng thẳng. Hay chưa hề thử xem, chưa hề thử xem cho em với. Đỏ lừ tất cả rồi. Chưa hề. Kiếp, thế thì chết à? Chị thử xem em với nhá. Đỏ lừ cái. Chưa hề á? Xem lại rồi. Này làm sao đi hiến máu được? Chị nhìn chị yếu chị. Dệt may là cũng không chuẩn. Chị yếu. Rồi bên bên cầu giấy ấy chú. Thuê ý là được chọn hai trước mình cái thằng Milatech kia anh nhỉ? Trước mình cái thằng Milatech đến anh nhỉ? Mình dệt máy, còn Milatech là thuê ngoài thôi. Milatech bên tủ giấy là có một viện nào nữa? Có hai cái lựa chọn, có. Đúng rồi. Có. Thằng gì ngoài nhỉ? Thằng Hoài Đức chọn ngoài mà. Ngoài đấy là những vùng xa. Còn cái kia là dệt may là tập ký với tổng ty rồi, nó chỉ mình phải làm. Không, ý là có hai thằng. Không được chọn chứ. Chọn thằng dệt may với thằng gì nhé, em lúc nọ bài vừa khám hay là quên xưa. Thằng kia chuyên nghiệp lắm, cũng chuyên nghiệp hơn đấy. Thằng kia hơn thằng này, ừ. Bên cầu giấy chọn thằng kia mà. Công văn thông báo phải công xong. Bây giờ mình xong là phải làm cái thông báo quận ấy. Báo quận đấy. Làm văn bản thông báo quận là tôi đã thi công xong nhé. Có gửi ra không anh? Em làm sao mới lưu đây thôi. Chẳng gửi ra. Gửi ra. Cứ gửi ra nhé. Nhưng mà bởi vì em làm công văn đấy từ lâu rồi. Đó. Sao cả cuối năm mới làm cái báo cáo gửi quận? À cái báo cáo một cái em chưa làm một cái. Làm cái báo cáo gửi quận chung nhưng có mấy cái dự án thế là còn sau này mình muốn dự án xong tên riêng. À ý ý. Không, cái gửi cho quận thì mình làm ấy. Chung. Còn cái mà lại đây này thì là riêng. Cái một. Gửi cho quận thì gửi là chung gì? Chung mấy dự án thôi. Gửi dài nó quan tâm quá rồi. Em cứ làm văn bản báo cáo quận. Còn ngày nào đến nó quan tâm quay đâu rồi, quận nó phải nghỉ trà quay đâu rồi. Em chưa làm cái báo cáo hoàn thành ấy của mình ấy. Nhưng là ông Phạm Hồng Quân đồ kiểm tra điện phải đi khám phụ khoa hay sao? Thật đấy. Hồng Quân. Tên là con gái. Xin chào ông Phạm Hồng Quân. Chào Hồng Quân. Chuyện chuyện bình thường. Thế là nhầm. Thợ cũng đỏ à? Nhiều lắm. Chị nhìn em có không? Nhìn em không? Chị chưa hẹn vào em cái chị đã đăng vào. Em sợ mỗi mỡ nhiễm máu à. Hồi xưa em hay bị mỡ nhiễm máu á. Xem em có bị cái gì không? Đẹp như trong tranh. Đẹp như trong tranh. Và hành tổ chức năm ngoái năm à, năm kia nhỉ vừa những cái xét nghiệm ngon gửi phơi lớn xong hôm sau anh đi xét nghiệm của Vietech gọi vào phát nhảy như tôm luôn lại khác luôn đấy khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà đợt vừa rồi hai lần em đi khám giúp em cũng xét nghiệm máu hết tất cả mấy lần xét nghiệm thì phải lấy cái xét nghiệm ngoài chứ xét nghiệm này đợt vừa rồi em làm cổ em cũng xét nghiệm hết mà tương đối là hình như của chị là từ lúc chị đẻ xong chị có máu hoàn toàn khác luôn là có nào mỗi cái 9-10 thôi là giống chị còn xem 11 nữa chả biết là cái gì cái này không sao chủ bởi vì là cô Hương như này là đẹp lắm rồi chị tự nghĩ của em năm nay cũng bây giờ phải ăn tạp thêm tí nữa hả trộm vía mà đẹp là đẹp trộm vía trộm vía nghỉ gió là trộm vía nghỉ gió nghỉ gió là còn trộm vía tám mươi bảy là ai gọi đấy sao không ai bố ốm là ai nhỉ đi đi cầu thang ấy em mới để ý cái chân của nó rồi nó alo em gọi chồng biết trên phải anh à ui ơi nhờ em ui rồi em quên mất đúng rồi ạ vâng rồi em cảm ơn anh ạ dạ vâng ạ vâng ui rồi cái son dưỡng môi mà để ở dưới mà quên xứ nó mất
chết mất. Phải gió. Úi giời, chị gái nè, càng ngày càng cao đây này, có tuổi nó khác mà. À úi giời, chị lên này cứ đẹp mãi thì chết đẹp à. Đẹp mãi, nên em tuổi như chị thì cũng thế thôi. Em còn trẻ hơn chị 5 tuổi cơ mà. Cái loại gì mà chị? Người ta giới hạn thu 32 chị lên 37. Ai? Sao đâu? Người tên 13. Có cái gì không? Dạ là chị cao này. Người ta mỗi dưới thôi, cái nhỏ hơn 40 chị 63. Ủa? Cá lên ra một tú nào? Cao thế. Ủa, xịn nhờ. Ủa, chắc cái quả giống anh An. Như nào? Giống nhau á. Nó nhầm. Tỷ lệ bạch cầu thì cao đấy. Của anh An thì nhầm tú. Bạch cầu là cái gì? Hồng cầu mới là máu đúng không? Ui, cholesterol chị Lan Anh cũng 7.4 cơ ạ. Chết, cao thế. Cao lắm, của em cũng cao nhưng nó hơn một tí. 7.4. Thế à? Bao nhiêu?